Trước khi đến với anh ấy thì thật ra là em đã có làm hồ sơ một trung tâm khác, nói chung là một vài trục trặc thì em bị từ chối, sau đó thì em đến với anh ấy. Chào các bạn, mình là Phương Vi. Hiện tại thì mình vừa học xong năm 3 ở Việt Nam ngành quản trị kinh doanh. Thì sắp tới mình sẽ sang Singapore học trường Curtin, chương trình Diploma Commerce. Trước khi quyết định thì em cũng đã có tìm hiểu nhiều trường. Thì em ấn tượng đầu tiên là em có coi, cũng có coi xếp hạng này nọ. Thì em thấy trường Curtin là một trường khá tốt. Với lại khi mà lên trang web của trường rồi có xem thông tin kiểu các video này nọ thì em thấy là môi trường ở Curtin nó em ấn tượng, em cảm thấy thích nhất so với lại các trường khác. Sau khi học xong ở Curtin kiểu chương trình diploma thì em có thể tại vì Curtin là trường có học sát khu học sát chính ở Úc nên là em dễ dàng chuyển được qua Úc rồi cũng có thể chuyển qua ví dụ như Canada hoặc là nếu như em muốn đi Mỹ thì cũng có thể chuyển tiếp được qua Mỹ nên là em càng có tình hơn. Em thì em thấy khá đơn giản tại vì mọi hồ sơ em đã có chuẩn bị sẵn rồi, với lại điều kiện thì em cũng đủ rồi. Em nhớ là hình như IELTS là phải 6 chấm hay là 6.5 đó, rồi chỉ vậy thôi. Với lại khai sinh bảng điểm đại học hiện tại của em chuẩn bị hồ sơ khoảng khoảng nửa tháng là em đã có được thư mời nhập học rồi. Trước khi đến với anh ấy thì thật ra là em đã có làm hồ sơ một trung tâm khác, nói chung là một vài trục trặc thì em bị từ chối, sau đó thì em đến với anh ấy. Nói chung là giữa hai cái tổ chức mà em làm thì rõ ràng anh ấy có một sự khác biệt rất là lớn. Cái khác biệt đầu tiên đó là khi mà em đến ngày đầu gặp anh ấy luôn thì thì chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, chị rất là thân thiện, xong rồi em hỏi cái gì thì chị cũng biết hết, chị cũng giải đáp được cho em hết nên là em cảm thấy mọi thứ nó rất là đơn giản dễ dàng. Xong rồi các anh chị công chứng dịch thuật các anh chị làm hết cho em luôn, là em chỉ việc lấy hồ sơ mang lên thôi. Xong rồi hôm nay em là ngày em lên nhận visa thì em thấy là chị Kim đã có chuẩn bị xong một cái bản dịch thuật sẵn cho em rồi, công chứng hết này nọ luôn. Ban đầu thì em cũng khá là lo nhưng mà cuối cùng thì vẫn kịp visa để đi đợt này. Mong là em sẽ nhớ những cái sự gian khổ khi để mà có được cái ngày em đi học được thì em đã phải trải qua những cái gì, thì em mong là em sẽ luôn nhớ những cái thời gian đó để em có thể cố gắng trân trọng và kiểu hết mình được á cho tương lai. Nếu bạn thấy hay, hãy like, share. Và nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm subscribe và nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.